Xin chào, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Như vậy là hôm nay đã chính thức cập nhật phiên bản 1.1 với banner mới là Sói Bạc. Thì không biết là các bạn roll ra sao rồi, và mình thì vừa đen vừa hôi nên lệch mất rồi. Hy vọng là các bạn không xui như mình. Còn bây giờ thì mình bắt đầu nội dung của video thôi nào. Đầu tiên là mình sẽ cập nhật code 50 ngọc ánh sao cho anh em nhé. Anh em nhớ đừng bỏ lỡ. Mình sẽ để code và link nhập ở phần comment, mọi người có thể kéo xuống để xem nhé. Và code này là giới hạn ở phiên bản này nên mọi người nhớ nhanh tay nhập kẻo hết hạn. Đến với nội dung tiếp theo của video, hôm nay chúng ta sẽ có sự kiện đầu tiên của phiên bản. Khi vừa vào game thì mình sẽ nhận được một nhiệm vụ. Ban đầu mình cứ nghĩ là nhiệm vụ này là nhiệm vụ độc hành nhưng không phải. Đó là nhiệm vụ của event lần này. Và điều đặc biệt của event lần này đó là nó sẽ mở khóa luôn hết tất cả các màn chơi trong hôm nay. Điều này khá là khác so với mọi khi hay là trong Genshin. Và mình cũng cảm giác rất bất ngờ. Trong event này thì chúng ta sẽ có các mục chơi nhỏ. Đầu tiên là má ẩn. Ở mục này chúng ta sẽ cần tìm những bức tranh Rafati. Ở đây thì nó có đánh dấu trên bản đồ nên rất dễ kiếm. Và mọi người chỉ cần lướt tí là thấy. Ở mục chơi thứ hai là mình sẽ đi chụp ảnh lại những vật thể mà có trong danh sách. Cái này thì khi bắt đầu mình sẽ được dịch chuyển đến khu vực có vật phẩm. Còn lại thì các bạn hãy dò tìm xung quanh đấy là thấy. Mấy cái này khá là dễ các bạn ạ. Còn màn chơi thứ ba đó là xé và khiêu chiến quái. Nó tương tự như là vũ trụ mô phỏng, nhưng khiêu chiến sẽ cần tìm kiếm những bức tranh Rafati. Và trong đấy có một bức sẽ làm giảm sức mạnh quái. Cái này khá là quan trọng nhé, vì mình đã thử không dùng. Và sau đấy quái giá một cái, chết queo. Đối với sự kiện lần này thì các bạn quen thuộc thì cần làm tầm trong một tiếng là xong. Tiếp đến chúng ta có sự kiện điểm danh mỗi ngày. Sự kiện này chúng ta sẽ điểm danh 7 ngày thì sẽ được 10 vé roll. Quá thơm phải không anh em? Cái này thì cũng giống như phiên bản 1.0 thôi, không có gì lạ. Và 10 roll free thì chắc chắn là ngon rồi. Và ở trong phiên bản này thì sẽ được cập nhật thêm tính năng ký sự lưu hành. Ở đây chúng ta sẽ thấy những sự kiện mà chúng ta đã tham gia và sẽ được ghi chép lại. Ví dụ như sự kiện giải đấu siêu cấp thị trấn Bowder ở phiên bản trước. Và bây giờ chúng ta có thể tham gia lại sự kiện nhưng mà sẽ không có quà nhé các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có sự thay đổi giao diện nho nhỏ ở bên phần nhân vật. À mà cũng khoe với các bạn là mình vừa roll ra sói bạc hệ số ảo. Đen thật chứ mình thấy hơi cay. Mình roll tận 120 roll mà nó vẫn chưa ra. Thôi thì nâng chú veo tạm cho bớt cay. Và ở trong phiên bản này thì chúng ta cũng được cập nhật thêm tính năng tìm nguyên liệu quái. Cái này thì chúng ta cũng đã được xem trước từ buổi live rồi. Các bạn chỉ cần bấm vào nguyên liệu quái thì sẽ hiện vị trí quái trên bản đồ. Về độ hữu ích của tính năng này thì khỏi cần bàn cái rồi. Nhưng còn một cái mình khá là băn khoăn đó là tính năng chat với bạn bè. Mình thấy hơi sai. Bởi vì mình tìm không thấy. Mình đã tìm đi tìm lại và tìm ở cả một tin nhắn mà không thấy. Nếu mà các bạn biết cách mở tính năng này thì có thể comment ở dưới nhé. Chứ mình thì chịu rồi. À mà tí nữa mình quên. Đó là khi tham gia cái sự kiện chính này thì mình sẽ nhận được một nón ánh sáng của sói bạc. Nó giúp là nói bảo sói bạc nhưng mà mình có thể sử dụng cho những nhân vật khác thuộc vận mệnh hư vô. Và bây giờ mình đang cho chú Yang cầm này, chú Well. Nó lệch thì mình cho cầm luôn. Và nó ánh sáng này cực kỳ ngon nhá. Có dòng nội tại ở tầng bậc 5 đó là tăng chính xác hiệu ứng tận 40%. Và sau khi mà tấn công kẻ địch bị giảm phòng thủ sẽ hồi 8 điểm năng lượng. Thì cái này chỉ có sói bạc là phát huy được thôi. Nhưng mà mình sẽ có cái dòng gọi là tăng chính xác hiệu ứng của cái trang bị tăng 40%. Cái này mình thấy là cực kỳ nhiều nhá. Và quan trọng là nó đánh giá này mình có thể tích tầng bậc 5 trong hôm nay luôn. Hôm nay vừa mở server là mình đã có thể lấy mắc cái nó đánh giá này. Thì nếu các bạn không luôn được chấn của sói bạc thì có thể dùng cái nó đánh giá này cực kỳ ngon nhé. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn nguồn ngọc ánh sao free mới. Đó là ở trong vũ trụ mô phỏng. Các bạn chọn vào ô cổng thông tin. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy thêm mục sự kiện. Ở đây thì có tổng là 38 sự kiện. Và mỗi sự kiện sẽ được 20 ngọc ánh sao. Như vậy tổng cộng chúng ta sẽ được thêm 760 ngọc ánh sao nếu mở khóa hết. Nhiều phết đấy anh em ạ. Và bây giờ thì khi đi vũ trụ mô phỏng thì mình sẽ chắc chắn chọn cửa sự kiện nhiều hơn. Bởi vì ở đây có ngọc ánh sao rồi mà. Như phiên bản trước thì mình ít chọn cửa sự kiện lắm. Bởi vì và nhiều lúc là gacha những sự kiện mà nó không ngon ấy, thì nên là mình thấy hơi cay nên là mình ít khi đi. Nhưng mà bây giờ có ngọc ánh sao nên là mình chắc chắn là chọn để mở khóa. Ok, và clip của mình cũng hơi dài rồi nên mình sẽ kết thúc ở đây. À mình chúc tất cả các bạn luôn sói bạc may mắn nhé.
Và bạn nào thấy clip mình hay và hấp dẫn thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Chúc tất cả các bạn buổi chiều vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye, see you again.